Mấy năm như cái gì anh ấy như là chẳng ai cho ba ba viên chứ. Em đây là nhảy đi, thích quá nhảy đi. Em nè, nè qua mẹ tôi coi. Thôi trả bình sữa đây, ba lấy cơm ăn đi. Đổ, 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 đổ. Tặng lời em thấy thương quá. Một đồ thấy thương gì đâu. Và như các bạn đã thấy trong số hôm nay, nhảy đi em, nhảy đi coi đây. Bên u với dấu huyệt. Bỏ tay xuống nhảy đi. Thấy xuống con mặt tròn. Tại đời vậy chứ. Bỏ khăn ra cho bú tay ngoài vậy. Và chúng ta đang sống trong okay, năm 2004 và đây là tên của chiến dịch. Em mình tự cầm mình đúng nữa nha. Nè. Các bạn như sau. Ui, làm cái gói lại. Ở dân thương làm dân tin. Để đâu lên. Để đâu lên. Để đâu lên. Để đâu lên. Gói này mềm nè. Gói là cái điểm của bạn. Bạn Thiện 40 điểm. Bạn Thường 140 điểm. Bạn Tuấn 50 điểm. Bạn Vinh 40 điểm. Cũng cảm đang phế. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm được từ chìa khóa và người đi lượng và bạn Trường Lý Thị Trường Xuyên Lê Tiếp Quảng Ngãi. Và đó là chiến dịch mùa hè xanh và hy vọng rằng các bạn sẽ xác định chiến dịch lên ở phần chi tiếp theo. Bộ đội thương quá ha, nổi dễ sợ. Nó trắng, nó mặt đẹp thiệt á. Trời, đó giờ ba quên có cái cảnh bú này mà ba quên nè. Cảnh này mẹ ăn tiền lắm nè. Chúng ta đang trải qua những cuộc thi tuần cuối cùng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia và như các bạn đang nhìn thấy có một số năm rất lớn trên tên phong, đó chính là năm thứ năm mà chúng ta đang sắp kỷ niệm. Các bạn có muốn câu hỏi và cùng những thầy vọng bạn có cơ hội giành 100 điểm như bạn đã vượt thầy vọng giành đúng và muốn giành ca các bạn sẽ cùng đi 20 điểm và chúng ta cũng hoàn thành được 100 điểm. Hay lắm, cảnh nằm bố thường lắm. Chị Hai đâu có mấy cảnh này thấy chưa? Bây giờ kêu quay không quay, để nữa mấy chục năm nữa là đi tìm mấy cái cảnh này không ra. Làm khác nhất so với các vùng còn lại. Ngoại gọi về con. 30 giây bắt đầu. Ngoại gọi con kìa. Kêu lấy cái hình của kia nào. C. Hỏi gì chương C. Còn trái quy luật hết hả? Chưa. Quanh giờ sáng thì ngang mặt nó trắng bạch là. Nói thường quá. Cái chừng nó trắng dữ vậy đó hả? Hả? Sao cái chừng nó trắng dữ vậy? Do xung quanh nó tối á, nó cân bằng sáng, máy nó tự động cân bằng với sáng. Với ngôi sao hy vọng bạn Quý Thiện chọn hình A. Bạn Thao Như Trường chọn hình A. Bạn Minh Tuấn và bạn Nam Vinh đều chọn hình E. Ồ, nó trắng dễ sợ luôn á. Bạn Thiên 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 Bú hết đi đã. Bú hết rồi mới coi được. Sặc bây giờ á. Con bú xong đi rồi ba cho con coi. Con bú hết đi nha. Em bú hết là em coi nha. Bú hết là em coi. Sặc đó. Con bú xong đi lấy nước con coi. Thấy chưa, bình sữa có chút xíu mà nó bú không hết nữa. Cái này nó ăn.